Các bạn có muốn biết một chiếc xe tải van full option là như thế nào không ạ? Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết một cái chiếc xe tải van 5 chỗ, trọng tải là 650kg, được trang bị đầy đủ những cái tùy chọn của khách hàng. Mình và các bạn sẽ cùng đi xem qua cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh ô tô Thiện Nhân sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van mang thương hiệu xe Kenbo, đã rất quen thuộc ở trên thị trường rồi. Nhưng cái sản phẩm này nó sẽ khác ở cái điểm là nó được trang bị tất cả những cái option tùy chọn của khách hàng, từ ốp vô năng, lót sàn, dán kính, cho tới camera hành trình, camera lùi, thì tất cả những cái thứ đó đều được cái sản phẩm này đều có. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái sản phẩm full option nó là như thế nào. Cũng mong các bạn thông cảm rằng kênh ô tô Thiện Nhân hôm nay cái giọng của mình nó không được như bình thường. Thế nhưng mà cái xe này chiều nay bên mình sẽ phải giao cho khách hàng rồi, nên là mình đang gấp rút làm cái video này để hoàn thiện nó, để mình chỉ có cơ hội nó làm trong buổi sáng này thôi. Nên mặc dù giọng mình nó không được như bình thường, nhưng mình cũng vẫn muốn làm cái sản phẩm này để cho các bạn xem. Thì mong các bạn thông cảm. Thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái sản phẩm này. Trước tiên cái sản phẩm này có màu sắc nó rất là đẹp. Đây là cái màu xanh, có thể nói là xanh ngọc lục bảo. Màu xanh này thì cũng rất là ít người mua. Vì thứ nhất là với mình thì nó đẹp, nhưng với những người khác thì có thể là nó sẽ không đẹp. Thì các bạn vẫn có thấy được cái logo Kenbo quen thuộc được dán ở trên nắp capo như này. Đây là cái logo hình hai cánh của xe Kenbo. Mình cũng đã giới thiệu ở rất nhiều các video khác rồi. Chúng ta có khe lấy gió của cục bóng điều hòa này. Chúng ta có hệ thống đèn Cosfa bằng halogen, đèn xi nhan, đèn gầm. Ở dưới là chỗ bắt biển. Ở trên này là cần gạt mưa này. Thì cái phần trước nhô ra này, nó là cái phần để nhà sản xuất cho vào đây cái nước rửa kính, nước làm mát và hệ thống dầu. Thì được đặt ở đằng trên như thế này. Ở phía bên chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có hai cái đèn hông như này. Đây là logo 1.3L, nó là cái dung tích máy của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này sử dụng bộ máy của Hiệp hội Máy Trung ương Trung Quốc. Máy 1.3 lít và có cái công suất cực đại là 65kW. Thì nó cho ra cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100km. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mã của sản phẩm này được in ở trên này là TKB650. Thì cái sản phẩm này trọng tải là 650kg. Thì chúng ta có thể phân biệt được bằng cái số 650 này. Ở đây chúng ta có cái chứng nhận môi trường Euro 4 và cái biển tròn. Khi bắt buộc các bạn lưu hành ở trên đường, chúng ta bắt buộc phải dán cái biển tròn này. Ở đây có thông tin của khách hàng này, trọng tải và tất cả mọi thứ. Thì để các bạn phân biệt qua này, cái sản phẩm này đã được dán kính rồi. Thân kính ở đây là kính chống nóng, hay là có gọi là phim cách nhiệt đấy. Các bạn nhìn cái kính này nó sẽ có màu đen tuyền như này. Còn với cái nhà sản xuất thì kính nó sẽ trong và các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào trong được. Thì cái sản phẩm kính này thì mình dùng cái kính của Mỹ, kính 3M của Mỹ, với cái chống tia cực tím là 98% và chống nóng là khoảng 70%. Thì cái bộ kính này ở trên thị trường, nếu các bạn muốn trang bị cho nó thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ phải mua mất hơn 1 triệu cho cái bộ kính này. Với 5 cái kính này thì các bạn sẽ phải chi ra khoảng hơn 2 triệu để dán toàn bộ cho cái sản phẩm này. Ở đằng sau là chúng ta vẫn có một cái hệ thống dây trượt quen thuộc những chiếc xe tải van. Các bạn quay ra đằng sau để chúng ta xem đằng sau nó có gì khác biệt không. Như các bạn biết là ở sau này nó sẽ có một cái tấm kính này, nhưng mà kính này thì rất ít người dán. Tại vì kính này để dành cho cái việc là các bạn lái xe, các bạn có thể nhìn về đằng sau. Nếu mà dán vào sẽ không nhìn thấy gì. Đó, ở đây chúng ta vẫn có cái logo của Kenbo này. Đây, dùng chữ Kenbo ở đây. Chúng ta có chữ Kenbo được dán đề can ở phía dưới này. Và cái chứng chỉ môi trường Euro 4 đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái cam lùi. Thế bên mình hay nắp cam lùi ở phần đuôi này cho khách. Đó, đây là cam lùi. Bây giờ mình sẽ mở nó lên cho các bạn xem. Các bạn đã thấy được cái điểm khác biệt của cái sản phẩm này chưa ạ? Như là bên này, cái sản phẩm này bên mình đã nắp một cái tấm chắn điều hòa chính hãng. Cái này là của hãng, chúng ta sẽ không phải chế. Nắp vào nó vừa khít như này. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái lớp lót sàn
cái lớp này như các bạn biết là cái xe camo bình thường, ở dưới này nó chỉ là một cái lớp cao su, nên mình đã gia cố nó và thêm một cái tấm lót sàn chính hãng, nó chắc chắn, nó đẹp như thế này. Ở hai gồ lốp này thì đã được ốp thêm một lớp nhựa, ở trong nó còn một cái lớp của sản xuất nữa, thì mình ốp thêm một cái lớp nhựa này vào đây thì cho chúng ta là vận chuyển và hàng hóa va vào đây nó sẽ không bị biến dạng cái gồ lốp. Ok. Bên này thì không còn cái gì đặc biệt cả. Giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái hàng ghế đằng sau. Thì toàn bộ 5 chiếc ghế bên mình đã bọc da. Với cái sản phẩm này, cái sản phẩm bình thường chúng ta đã biết rồi, nó chỉ là ghế lỉ thôi. Thì cái sản phẩm này đã được bọc da, các bạn có thể xem qua. Với cái da là da thật và chất lượng tương chất liệu thì các bạn hoàn toàn yên tâm, sau vài năm sử dụng chúng nó sẽ không bị biến màu, không bị biến dạng. Đi đây là cái khoang đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái khoang nội thất. Với cái nội thất của sản phẩm này thì khi vào chúng ta sẽ thấy rằng là nổi bật nhất vẫn là ghế da. Để mình đi sang bên kia. Nổi bật nhất là ghế da và chúng ta vẫn được trang bị ghế da trên sản phẩm này. Chúng ta có điều hòa hai chiều, tay lái trợ lực điện. Kính điện, khóa điện. Và đây là cái bộ camera lùi và camera hành trình. Để mình mở cái xe này lên cho các bạn xem qua này. Đó, khi mở lên các bạn thấy là cái camera hành trình bắt đầu nó được bật lên. Ở đây chúng ta sẽ có camera trước này, đây là camera đằng sau. Thì cái sản phẩm này các bạn có thể lắp với cái bộ DVD bằng cách là chúng ta sẽ lắp thêm một cái cổng USB đằng sau này và cắm vào cái bộ DVD chúng ta lắp thêm. Với cái bộ DVD lắp thêm chúng ta sẽ lắp vào đây. Điều hòa hai chiều chúng ta nhìn thấy bên dưới này, FM radio ở đây. Đó, tất cả cái đồng hồ được thiết kế để cho các bạn có thể quan sát được tất cả các thông số của xe đầy đủ. Cái sản phẩm này thì có 5 số tiến và 1 số lùi phanh tay. Tất cả mọi thứ đã quá quen thuộc rồi. Thế nhưng mà ở đây mình sẽ nhấn mạnh cho các bạn biết một cái sản phẩm full option nó gồm những cái gì. Thứ nhất là ghế da, thứ hai là camera lùi, camera hành trình, đồng phi cách nhiệt. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái sàn sau. Đó là một trong những cái đặc điểm của sản phẩm này. Ok. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho các bạn biết một cái sản phẩm xe Kenbo có tất cả các cái trang bị tùy chọn mà khách hàng có thể tùy chọn được ở trên sản phẩm này là những cái gì. Thì cái sản phẩm này hiện nay là bên mình đang phân phối với cái giá là 250 triệu cho tất cả những cái option đó. Và cái giá đấy là cái giá các bạn đã lăn bánh ở trên đường rồi, chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ thêm một cái chi phí nào nữa. Thì đây là một trong những cái mức giá mà một trong những cái chiếc xe tải van ở trên thị trường có một mức giá vô cùng rẻ. Rẻ nhất là trên thị trường, các bạn không thể kiếm được một cái chiếc xe tải van nào có mức giá như cái chiếc xe Kenbo này. Rồi nếu các bạn có cái đóng góp nào, các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn.